Hải Băng khoe con trai giống Thanh Đạt như hai giọt nước, fan hào hứng khẳng định đúng là bản sao hoàn hảo. Hình ảnh con trai Hải Băng cười rạng rỡ giống y hệt Thanh Đạt lúc nhỏ khiến ai nấy không khỏi thích thú. Tháng 7 vừa qua, Hải Băng Thanh Đạt đã chào đón nhóc tỳ thứ hai của mình. Trái với những cặp đôi khác, cả hai rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh bé lên mạng xã hội. Dù còn khá nhỏ, nhưng hầu hết người hâm mộ cho rằng con trai Thanh Đạt và Hải Băng thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Mới đây nhất, Hải Băng tiếp tục gây chú ý khi so sánh ảnh hồi nhỏ của Thanh Đạt với con trai. Cùng đôi mắt hiếp và nụ cười rạng rỡ, ai nấy đều nhận định đây là bản sao vô cùng hoàn hảo của Thanh Đạt và không giấu nổi sự thích thú. Nhiều người còn tỏ ra khó khăn trong việc phân biệt đâu là Thanh Đạt lúc nhỏ và đâu là con trai của anh. Nhóc tỳ thứ hai nhà Thanh Đạt Hải Băng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Sau khi công khai tình cảm với Thanh Đạt, Hải Băng nhận phải không ít lời chỉ trích vì nhiều người cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Thanh Đạt và Diệp Bảo Ngọc tan vỡ. Bất chấp dư luận, Hải Băng vẫn rất hạnh phúc và hạ sinh cho Thanh Đạt, một bé gái kháu khỉnh vào đầu năm 2017. Hơn một năm sau, nhóc tỳ thứ hai ra đời như minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của cặp đôi này. Gặp tình huống khó xử tại đám cưới, Hoài Linh xử sự cực tinh tế, quá nể. Chỉ một đoạn clip ngắn ngủi 60 giây cũng đủ để khán giả nể phục Hoài Linh. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, hôn lễ của cặp đôi Trường Giang Nhà Phương đã chính thức diễn ra dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình cũng như người hâm mộ. Trong buổi tiệc tối diễn ra cùng ngày, các đồng nghiệp thân thiết của cả hai cũng đã đến chia vui cùng Tân Lan và Tân Gia Nhân như Thu Trang, Tiến Luật, Cẩm Ly, Hồng Ngọc, Harry Won, Ốc Thanh Vân, Đông Nhi, ông Cao Thắng. Hẳn nhiên không thể thiếu sự góp mặt của người quan trọng với Trường Giang, anh bốn Hoài Linh. Đến tham dự với trang phục đơn giản, phong thái bình dị gần gũi. Danh hài nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, cũng như những người có mặt tại sảnh tiệc. Khi nhận được yêu cầu chụp ảnh, Hoài Linh tươi cười và nhỏ nhẹ nói cùng người đi cạnh, cho mấy đứa em chụp một cái, chứ để nó buồn. Sau đó anh nhanh chóng đứng vào vị trí, không quên hài hước, để chú nhìn một phòng cho công bằng nha. Sự thân thiện tinh tế đó khiến hình ảnh của danh hài đẹp hơn bao giờ hết trong mắt công chúng. Nhận định Hoài Linh xứng danh nghệ sĩ quốc dân hẳn cũng không phải quá lời. Được biết danh hài vừa đến sau cả ngày làm việc tại nhà thờ tổ. Là một ngôi sao lớn của showbiz, nhưng lúc nào Hoài Linh cũng xuất hiện với hình ảnh giản dị và đáng mến. Chẳng trách bao nhiêu năm qua khán giả vẫn dành cho anh sự yêu mến và kính nể vì tài năng cũng như nhân cách sống. Tại hôn lễ của Trường Giang Nhà Phương, Hoài Linh đã có những lời nhắn nhủ cảm động gửi đến hai vợ chồng trẻ. Anh dành lời khen cho lòng hiếu thảo cặp đôi hướng đến song thân, đồng thời gửi lời chúc các em trăm năm hạnh phúc và sớm sanh quý tử. Cuối cùng, danh hài không quên gửi tặng món quà âm nhạc đến Trường Giang Nhà Phương với ca khúc Tiện Bước Sang Ngang, khiến cặp đôi không khỏi vui mừng xúc động trước tình cảm đặc biệt mà người anh thân thiết dành cho mình. Hoài Linh vui vẻ chia sẻ trong ngày trọng đại của Trường Giang Nhà Phương, anh bốn còn cao hứng hát tặng cho cặp đôi và các quan khách tham dự buổi tiệc. Khoe ảnh selfie bị Thúy Diệm tố, từ ngày có con tánh kỳ hẳn ngựa hơn, Lương Thế Thành đớp lại liền. Diễn viên Lương Thế Thành bực mí sở thích thay đổi từ sau khi bà xã Thúy Diệm hạ sinh quý tử đầu lòng. Trên trang cá nhân, diễn viên Lương Thế Thành khiến người hâm mộ thích thú. Khi chia sẻ sở thích kỳ lạ sau khi có con trai, anh cho biết rất thích chụp ảnh mỗi khi vào thang máy một mình, thậm chí nam diễn viên còn múa muôn thang máy để trong nhà. Lương Thế Thành chia sẻ về sở thích chụp ảnh trong thang máy. Thói quen này xuất hiện từ khi con trai đầu lòng chào đời. Lương Thế Thành viết trên trang Facebook cá nhân, lúc này tánh kỳ lắm, thích vô thang máy chụp hình vậy là sao ta, mà đi một mình mới dám chụp, có người mắc cỡ không dám sợ người ta nói mình ngựa, chắc mua luôn cái thang máy để trong nhà luôn quá. Chia sẻ hài hước của nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Dưới phần bình luận, Thúy Diễm chọc ghẹo ông xã, từ ngày có con tánh kỳ hẳn ra, ngựa ngựa hơn. Ngay sau đó, Lương Thế Thành đáp trả hài hước, có con sợ bị già nên ngựa cho nó trẻ, không biết gì hết hà. Đoạn đối thoại ngắn nhưng vô cùng dễ thương của đôi vợ chồng trẻ khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ. Lương Thế Thành, Thúy Diệm có cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau 2 năm kết hôn. Thúy Diệm hào hứng chọc kiểu ông xã, diễn viên Tú Vi Ái Châu hài hước để lại bình luận dưới bài viết của Lương Thế Thành. Lê Tú Vi, mặt mới ngủ dậy luôn đúng không anh? Nguyễn Ái Châu, bữa nào gặp ma thang máy cho hết ngựa. Thank you.
Ngọc Trinh xúc động khoe quà sinh nhật tuổi 29, nhưng phản ứng của ông bầu Khắc Tiệp mới khiến nhiều người bất ngờ. Khắc Tiệp nhận đó là món quà mình tặng cho Ngọc Trinh, khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vừa đăng tải clip ghi lại căn phòng đầy nến hoa bóng bay và bánh kem, cũng là căn phòng được chuẩn bị đón mừng sinh nhật tuổi 29 của cô. Đáng chú ý, tất cả đều là màu hồng mộng mơ và đặc biệt hơn cả là do một người đàn ông chuẩn bị. Ngọc Trinh xúc động vì món quà sinh nhật tuổi 29. Trái tim được kết từ hàng trăm bông hồng với dòng chữ "Anh yêu em". Một không gian hồng toàn tập mộng mơ và lãng mạn. Ngọc Trinh chia sẻ, đây là sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ nhất của mình. Khi bước vào căn phòng này, cô đã xúc động đến bật khóc. Khi bước vào căn phòng này, mình đã khóc. Có lẽ anh biết dạo này mình thích màu hồng nên đã chịu khó làm cho mình một căn phòng hồng toàn tập. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn mình thật sự vui vẻ, hạnh phúc nhất. Điều mà chưa bao giờ mình có được trong 29 năm qua. Cảm ơn anh vì tất cả, một sinh nhật đáng nhớ và ý nghĩa nhất khiến mình vui và xúc động nhất, Ngọc Trinh viết. Nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi 29 của Ngọc Trinh, đồng thời không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước sự quan tâm của bạn trai Ngọc Trinh dành cho cô. Tuy nhiên, ông bầu Khắc Tiệp cũng để lại bình luận động viên rằng Ngọc Trinh xứng đáng được nhiều hơn thế. Khắc Tiệp thậm chí nhận đây là món quà của mình dành cho cô khiến nhiều người bất ngờ. Khắc Tiệp viết, không có gì em à, em đừng cảm ơn anh nữa, em xứng đáng hơn thế. Và đáp lại là những bình luận nửa tin nửa ngờ, anh nói như thật vậy. Là anh Tiệp sao, romantic nhất vẫn là anh. Không dừng lại, ông bầu còn trả lời bình luận của bạn bè khẳng định mình là chủ nhân của món quà. Anh làm vừa khả năng mình thôi em, anh ngại nhất là Trinh up lên Facebook như thế này, chuyện này là tình cảm cá nhân em à. Thực hư món quà đặc biệt mà Ngọc Trinh nhận được từ ai thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới trả lời được, nhưng dù nó là của ai, cũng xin chúc mừng Ngọc Trinh đã có được tấm chân tình đáng quý trong cuộc đời. Ngọc Trinh xúc động khoe quà sinh nhật tuổi 29, nhưng phản ứng của ông bầu Khắc Tiệp mới khiến nhiều người bất ngờ. Khắc Tiệp nhận đó là món quà mình tặng cho Ngọc Trinh, khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vừa đăng tải clip ghi lại căn phòng đầy nến hoa bóng bay và bánh kem, cũng là căn phòng được chuẩn bị đón mừng sinh nhật tuổi 29 của cô. Đáng chú ý, tất cả đều là màu hồng mộng mơ và đặc biệt hơn cả là do một người đàn ông chuẩn bị. Ngọc Trinh xúc động vì món quà sinh nhật tuổi 29. Trái tim được kết từ hàng trăm bông hồng với dòng chữ "Anh yêu em". Một không gian hồng toàn tập mộng mơ và lãng mạn. Ngọc Trinh chia sẻ, đây là sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ nhất của mình. Khi bước vào căn phòng này, cô đã xúc động đến bật khóc. Khi bước vào căn phòng này, mình đã khóc. Có lẽ anh biết dạo này mình thích màu hồng nên đã chịu khó làm cho mình một căn phòng hồng toàn tập. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn mình thật sự vui vẻ, hạnh phúc nhất. Điều mà chưa bao giờ mình có được trong 29 năm qua. Cảm ơn anh vì tất cả, một sinh nhật đáng nhớ và ý nghĩa nhất khiến mình vui và xúc động nhất, Ngọc Trinh viết. Nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi 29 của Ngọc Trinh, đồng thời không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước sự quan tâm của bạn trai Ngọc Trinh dành cho cô. Tuy nhiên, ông bầu Khắc Tiệp cũng để lại bình luận động viên rằng Ngọc Trinh xứng đáng được nhiều hơn thế. Khắc Tiệp thậm chí nhận đây là món quà của mình dành cho cô khiến nhiều người bất ngờ. Khắc Tiệp viết, không có gì em à, em đừng cảm ơn anh nữa, em xứng đáng hơn thế. Và đáp lại là những bình luận nửa tin nửa ngờ, anh nói như thật vậy. Là anh Tiệp sao, romantic nhất vẫn là anh. Không dừng lại, ông bầu còn trả lời bình luận của bạn bè khẳng định mình là chủ nhân của món quà. Anh làm vừa khả năng mình thôi em, anh ngại nhất là Trinh up lên Facebook như thế này, chuyện này là tình cảm cá nhân em à. Thực hư món quà đặc biệt mà Ngọc Trinh nhận được từ ai thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới trả lời được, nhưng dù nó là của ai, cũng xin chúc mừng Ngọc Trinh đã có được tấm chân tình đáng quý trong cuộc đời. Trường Giang ga lăng cổng Nhã Phương xuống tàu, cưới xong chiều vợ như bà Hoàng, Nhã Phương vẫn xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại ôm chặt ông xã. Theo tiết lộ của một fan thân cận, cặp vợ chồng son Trường Giang Nhã Phương đang có mặt tại Phú Quốc để xả hơi sau đám cưới. Ở những diễn biến mới nhất, dân mạng có thêm dịp ga tô với Nhã Phương khi hai bức ảnh ông xã Trường Giang cổng cô từ thuyền xuống bờ được lan truyền rộng rãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trường Giang đang thực hiện lời hứa chăm sóc Nhã Phương vô cùng chuẩn chỉnh. Nói Trường Giang Nhã Phương đang hưởng tuần trăng mật cũng không sai, nhưng thực chất cả hai chỉ trở về nhà ở Phú Quốc mà thôi. Căn biệt thự 15 tỷ được danh hài tậu hồi tháng 2, 2017, và giờ đây đã có thêm một người chủ sở hữu là Nhã Phương.
Trước đây, hồi chưa cưới, nữ diễn viên Trường Giang từng nói cuộc đời tôi bà còn nắm huống chi là cái nhà này. Trường Giang nhà Phương tổ chức đám cưới hoành tráng thành công. Cưới xong vợ, Danh Hài chăm chút vợ cực cẩn thận. Trong ảnh Trường Giang đang chuẩn bị cõng vợ lên bờ, tránh ướt chân vào quần áo. Nhà Phương xỏ dép tổ ong huyền thoại ôm chặt ông xã. Hai vợ chồng trên tàu ra đảo, Trường Giang liên tục nhắc vợ nếu say sóng phải nói với anh. Cả hai sẽ tận hưởng tuần trăng mật gần biển, ngôi nhà của hai vợ chồng tại Phú Quốc. Căn nhà ở Phú Quốc mà Trường Giang từng khoe mua để đón nhà Phương về sau khi cưới, giờ đã đến lúc để dùng. Bàn ăn trong căn nhà rất gọn gàng, không gian bên trong rất đẹp, cận cảnh tổ ấm nơi Trường Giang nhà Phương đang sinh hoạt hậu đám cưới.